đúng 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 đồng sao? Không ăn được. Ôi không ăn được sao ăn? Kẹo này sao? Ăn được. Rồi sao nữa? Ngồi nó trên đời. Lấy ăn đi. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống ngồi cho ăn nè. Em ăn cái này cơ. Không ăn mấy cái này đâu. Ghê gớm lắm. Ghê gớm. Cho mấy người. Cho mấy người nữa hả? Nè. Ồ vậy hả? Ăn miếng. Mà mấy ồ giỏi nha, hay quá vậy ha. Đúng chính xác luôn. Chú Khoa đâu, có cho chú Khoa cục không? Chú Khoa đang bị bệnh. Ồ vậy hả? Không cho hả? Bệnh sao không ăn được kẹo? Wow, wow, coi. Đến một miếng. Cái này hát kẹo này rất ngon lắm. Rất ngon. Ok, cảm ơn anh. Cái này đắng lắm nha, cái loại đắng lắm nha, Paulo. Nam mì. Nam mì hả? Nam mì.